Chào bà con nha, Trần Anh bên salon em vừa mới về tiếp tục một mẫu Innova Z nè. Một mẫu xe ít tiền dành cho bà con cô bác nha. 2008 nè bà con. Z lên full G luôn. Gạt mưa phía sau cạn đuôi cá. 79 kích hòa 06141. Hồ sơ ký rút cho anh em đầy đủ nha. Kể cả anh em về định danh thoải mái luôn. Lên full G hết toàn bộ rồi nha anh em. Nước sơn màu ghi bạc. Chủ nhà kết hợp cũng đã lên mâm đầy đủ các tính năng. Z thì mẫu này chắc chắn phải đã từng chạy qua dịch vụ taxi rồi báo luôn. Chứ mà kêu mà Z gia đình thì chả có đâu. Nha cô chú anh chị nha. Mà được cái mẫu nó tiền thôi. Trăm mấy phục vụ anh em về che nắng che mưa. Vẫn 7 chỗ ngồi. Động cơ dung tích vẫn 2.0 lít. Đăng kiểm tháng 8 năm 2023. Kết hợp chủ nhà phía trước đã lên cho em nó cùng đèn LED. Mặt ca lăng khá là ok. Sơn si chạy qua thời gian tắm qua nước sơn rồi. Em này máy móc có canh chỉnh rồi. Nha cô chú anh chị. Vì sao? Mẫu Innova Z là người ta chạy nhiều thì chắc chắn người ta phải canh chỉnh máy móc. Chứ không thể nào nói máy rin đâu. À, vô lăng thứ nhất là vô lăng 4 chấu nè. Cái thứ hai là màn hình Android. Cái thứ ba tích hợp là cam hành trình. Chống bắn tốc độ luôn. Dàn lạnh của em nó lên G hết toàn bộ nè. Một trước hai sau nè. Lên y chang G xịn. Có nút chỉnh ở phía sau luôn. Anh chị thấy không? Tắp bi tắp lô đẹp nha. Mạc tem hai bên vẫn còn nguyên bản nè. Đây là phần tắp bi nè. Khá sáng tài. Hệ thống keo nè. Bốn cánh nè cô chú anh chị. Z sẽ là tay nắm nhựa nha. Bà con phải phân biệt nha. Z là tay nắm nhựa. Và bên đây là keo chỉ hầu như là nguyên bản hết. Hai bên sóng gần cửa đây. Và đây anh em. Dàn lạnh nè. Dàn lạnh lên dàn lạnh âm trần như G luôn. Và đây xí chúng ta sẽ có nút chỉnh ở phía sau. Ba dàn lạnh. Một trước hai sau nha. Sạch sẽ. Ghế sạch sẽ lắm. Đó là mẫu ít tiền anh em về chạy dịch vụ. Mẫu này ok. Mua về chở gia đình đi chơi cũng được. Đây là phần cốp sau nè anh em. Cốp sau rộng rãi nè. Hai bên phía sau là bon điện của em. Nó là không có dấu hiệu là móp méo. Nói chung gì thì không thể nào đẹp bằng G. Cô chú anh chị phải hiểu được như thế. Chứ nhiều khi bà con đi mua xe, bà con cứ kêu so sánh mẫu G với mẫu G nó phải bằng nhau thì nó không bằng nhau được đâu. Thậm chí chúng anh nói thật nha, G hiện tại bây giờ người ta cũng vẫn còn đang chạy dịch vụ. Chứ đừng nói là G. Đó, chừng anh nói gì bà con hiểu rồi ý gì. Mà G nó sẽ mắc hơn G khá là nhiều. Mắc hơn từ 50 triệu. 50 triệu đến 70 triệu tùy vào cái chất xe. Xe bên chừng anh dọn dẹp tới nóc rồi, sạch sẽ cho anh em. Anh em thấy rất là sạch sẽ không? Những sóng gân guốc nè, vuông thành sắc cạnh như thế này. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần máy nhá. Bốn vỏ khá là mới nè. Bốn vỏ đâu đó 80% gầm bọc ở trong nè. Sạch sẽ khô ráo. Dọn hết rồi đó. Dọn từ sơn si nè. Nội thất là gầm bề máy móc nè. Dọn làm đẹp hết toàn bộ cho anh em nè. Anh em nào quan tâm mẫu ít tiền này thì lấy mẫu này về che nắng che mưa chở gia đình thôi. Trợ lực em là nhẹ tưng nè. Thậm chí nè người ta lên luôn tất cả các tính năng nè, ví dụ như là gương chỉnh điện nè, đèn gầm nè, đó lên full hết toàn bộ rồi. Đây là bộ gương chỉnh điện đang hoạt động. Máy lạnh AC đang kích hoạt, có máy lạnh rồi nha cô chú quý chị nha. Đây là phần gầm nè anh em. Z lên G đã được full kính đồ chơi. 2.0 dẫn động toàn bộ hệ thống cầu sau. Nha cô chú quý chị. Máy êm là máy qua thời gian 5 tháng chủ nhà người ta canh chỉnh máy móc nó êm lắm. Đây anh em, đây là cục máy nè. Chúng ta có phần là boe nè, cảm biến gió nè. Em này xài 4 máy, đi 4 IC hết. Dây điện là câu nguyên bản của nhà sản xuất, không có dấu hiệu là câu lại hoặc câu lằng nhằng ở trên chiếc xe nha cô chú anh chị. Và cái tính năng của Di là sẽ không có ABS đâu. Hai bên liền về. Nó sạch sẽ không? Được cái là không có đâm va lỗi lầm không? Sơn thì chắc chắn qua thời gian thì phải sơn lại rồi. Sơn lại hết rồi, không còn sơn rin nữa. Máy móc có canh chỉnh rồi nha cô chú anh chị. Đây là quay phần canh chỉnh cho anh em coi nè. Anh em nhìn xe, anh em nhìn cái anh em biết liền rồi. Đó được chưa? Đó là mình đã báo thẳng, báo chuẩn rồi đó. Có những anh em nhiều khi anh em không biết, anh em nhìn vô cục máy anh em không biết đâu. Nhưng mà mình báo cho những anh em không biết để anh em biết cái chất xe. Máy nó móc làm rồi, êm ru. Máy móc làm êm cực êm luôn. Anh chị thấy êm không? Nổ êm như G. Được cái là không có va chạm. Và đây là nắp capo. Nắp capo nguyên bản của Z.
và hệ thống keo chỉ của em nó nè. Đây cô chú anh chị, keo chỉ là keo chỉ rin hết toàn bộ cho nó carbo nha. Trên sóng gân nó carbo là không có dấu hiệu lỗi lầm trên chiếc xe. Hai bên keo chỉ nè. Bầu ơi mày thương lấy bí cùng nha. Tuy rằng khác nắp carbo nhưng em vẫn ấy vẫn xinh đẹp như thuở nào. Được chưa? Đó, sạch sẽ. Bà con đi nhiều, bà con già, bà con cũng bệnh. Chứ xe nó chạy nhiều thì nó cũng phải hư heo này kia, bắt buộc người ta về người ta phải tu bổ thêm. Cái số là em chưa? Số nè. Số của em gì nè. Khô ráo không? Đó, cực kỳ là khô ráo nha. Nói chung với mẫu mấy cái mẫu xe tiền, bên Trần Anh vẫn bảo hành máy số cho anh em chạy, cho anh em yên tâm. Đã mua xe ở salon thì anh em được nhiều chế độ. Ví dụ như là bảo hành máy số là cái thứ nhất, cái thứ hai, ba quay đầu là cái thứ hai. Được cho anh em. Và hồ sơ ký rút cho anh em rất là rõ ràng. Thêm một trường hợp này, này nữa, ví dụ anh em đi mua xe nhà dân, anh em vô anh em coi xe, anh em thử các kiểu rất là ok rồi. Khi anh em bước ra, anh em xuống tiền, anh em bước ra khỏi nhà dân, anh em chạy trên đường về, anh em chạy anh em nằm đường, thì anh em phải tự xử. Chứ nhà dân sẽ không biết gì hết, kêu tôi bán cho ông rồi. Nhưng không, riêng mua ở salon có trách nhiệm bảo hành đầy đủ cho cô chú anh chị, và salon bên của tụi em là dọn dẹp làm đẹp hết rồi. Chứ xe của dân là người ta không có dọn đâu, người ta để dơ, người ta bán vậy luôn thì chắc chắn rồi sẽ không vừa mắt anh em, đúng không? Đó, và được cái tính trung thực của Trường Anh nữa. Xe có sao báo thẳng báo chuẩn vậy đó. Đó, đây chúng ta có một cái kem selfie nè. Cái kem này á, để khi cô chú anh chị chạy á, vô bảng nó sẽ báo có điểm phạt nguội nè. Đó, cái kem nó cũng mắc tiền 4 triệu cái kem đó. Trần Anh xài rồi mà, Trần Anh biết mà. Có quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô, có trăm mấy thôi. Trần Anh khép lại chương trình nha. Em see you and goodbye.